Hồi sáng như Đức gặp phái đoàn ở Bình Định, Bình Định, Bình Địa gì đó. Bình Định hay Bình Địa? Phải rồi, Bình Định đụng vô là Bình Địa. Đúng rồi. Đầu tiên thỉnh chỉ có hai pho tượng Di Đà thôi. Ngồi nói chuyện với những Đức một chút mà thỉnh 13 bộ tượng. Kinh khủng thiệt. Phái đoàn 14 người, đầu tiên thỉnh có 2 tượng Di Đà. Vậy mà nói chuyện với những Đức một chút, thỉnh thêm 13 bộ tượng Tam Thánh. Từ 2 pho tượng mà quý vị coi thành ra bao nhiêu? Thành coi 39 pho tượng. Rồi. Chỉ có 2 pho tượng mà thành ra 39 pho tượng. Không biết chở sao luôn. Thấy bà nào bà nấy nại giác đi. Đó. Đem về Bình Định. Tại sao? Đầu tiên không biết tượng, nên đem cái pho tượng ra để cái gì nè. Như Đức nói với bà, cô thấy chưa? Tượng. Tượng gì đâu mà. Đẹp quá trời đẹp. Tượng này mà thờ trong nhà nghe, đem về mà làm bằng thờ liền. Đúng không? Tôn tượng lên liền nghe không? Dạ thưa thầy, tượng thỉnh đem gì rồi có lựa ngày nào ngày tốt để đưa lên không thầy? Nó thật thật. Bà mà tôn tượng lên liên là ngày tốt. Bây giờ những Đức hỏi bà nè, bà mời những Đức về nhà mà những Đức đang ngồi trong xe. Bà mời về tới nhà, xe chạy tới nhà rồi mà bà nói thôi thầy ngồi trong xe đi, để con cứ đi coi cái ngày giờ tốt rồi con mời thầy vô nhà. Bà thấy vậy bà coi được không? Bây giờ bà mời những Đức về nhà thì bà mở cửa xe nhà Đức vô liền. Bà phải chuẩn bị nước nôi, trà lá đàng hoàng liền, để mà nhà Đức ngồi vô bàn liền. Thì cái đó là tốt. Còn bây giờ nhà Đức đã tới nhà rồi mà bà kêu nhà Đức thôi thầy ngồi trong xe để con vô, con coi đàng hoàng hết trơn rồi, con coi ngày giờ bữa nào tốt con mở vô. Cái kiểu này chắc tôi đi mất tiêu luôn quá. Hiểu chưa? Đó. Đơn giản vậy thôi, dễ hiểu rồi. Trời ơi trời. Thí dụ như bây giờ mà nói mà đám cưới con cái thì coi ngày giờ gì, cái đó là cái mệnh của mấy đứa này. Còn Phật Bồ Tát là đại từ, đại bi, đại trí, đại lực, mà gọi là đại phước báo. Mà mình thỉnh tượng về nhà mà coi ngày giờ, ngộ ghê. Phật là trí tôn vô thượng, thỉnh Phật đem về là tôn tượng lên cao nhất, cung kính tôn tượng lên là phước báo lớn nhất. Chứ ngày giờ nào còn câu thúc trong Phật Pháp nữa, Phật Bồ Tát mà còn cái ngày giờ nào câu thúc nữa. Đúng là nói ra chỗ này mà thấy ghê. Nói kiểu này chắc là mấy ông coi ngày giờ chứ ông vượt mình chạy mắt dép luôn. Vì coi nghe coi đúng không? Ví dụ như con người thì còn trong cái ngày giờ chấm tử vi này kia thì con người ta dính trong đó. Nhưng nếu gặp một con người tu hành mới bị chấm ra mới nổi, đố chấm ra được. Tại vì sao? Năm nay nó làm ăn không được, nhưng do nó bố thí quá nhiều năm nay, năm nay nó làm ăn được, quý vị chấm đúng không? Còn quý vị chấm nó năm nay làm ăn được, nhưng năm nay nó keo kiệt, nó không bố thí cúng dường gì hết, phước nó tổn xuống, nó xài quá nhiều phước mà nó không tạo phước ra, thì năm nay làm ăn được mà cuối cùng nó làm đâu có được. Nên con người quý vị chấm người ta được là do gì? Nó đứng á, quý vị mới chấm được. Còn con người mà nó động đố bị chấm được, không có chấm được ra đâu. Chứ đừng nói chi Phật, Phật là bậc chí tôn vô thượng, mà mình đi lựa ngày giờ đi tôn tượng Phật, càng tôn sớm chừng nào là càng tốt chừng nấy. Hiểu không? Nó không bị câu thúc thời gian, giờ giấc gì nữa chân á. Còn có nhiều bà hỏi gì vậy, là con phải an vị Phật, phải làm nghi thức gì thầy? Nói bây giờ mỗi ngày bà tu làm sao? Nó dạ con niệm địa chung với lễ Phật. Niệm địa chung với lễ Phật. Vậy thì giờ tôn tượng Phật lên xong hết, mà bắt địa chung lên mà niệm đi, rồi bà lễ Phật thờ đi, rồi xong từ đó về sau cứ như vậy mà tu, đó là an vị Phật đó. Ai mà làm không được, mấy anh em cứ dạy người ta vậy đi, thành công rồi. Bây giờ bà mỗi ngày bà tu cái gì? Niệm địa chung lễ Phật. Vậy thì an địa vị Phật bằng niệm địa chung với lễ Phật, niệm Phật cúng dường Phật. Bây giờ bà nhớ những đức và niệm thầy thích những đức. Dạ con nhớ thầy lắm. À cảm ơn cô. Thấy không? Rõ ràng không? Tại vì người ta thích mình, người ta gọi nha, con nhớ thầy thích những đức. Không lẽ mình chửi người ta?
Vậy con gặp thầy là con nói dạ con nhớ thầy Thích Nhân Đức, con quý thầy Thích Nhân Đức. À cảm ơn cô, cảm ơn cô, hoan hỷ lắm, đúng không? Vậy thì bây giờ mình niệm Phật đi, cúng dường cho Phật là an vị Phật chứ sao. Đúng là niệm Phật nó tiện thế ghê, tiện không chịu làm khó, sợ làm tiện không có ai kêu. Làm khó mà có người kêu thì sao, ngộ ghê. Thấy không, tôi làm tiện mà sao người ta cũng kêu tôi quá trời, nó rõ ràng luôn, thì thấy không, khỏe re luôn. Nên từ nơi đó mà hàng Phật tử mà đi đến chùa mình á, là những đức hướng dẫn quý vị làm được khỏe re luôn, dễ. Còn đi đến đâu người ta chỉ thì cái đó quý vị làm theo chuyện của người ta, thấy không. Còn riêng tôi chỉ vậy đó, ai à, tôi chỉ vậy đó, được không, được cho chàng pháp tay đi. Được chưa, được mà, ta nói được mà, được ta vỗ tay sùm thấy chưa. Có ai nói không được con đưa tay lên tôi coi coi. Nó không được tôi kêu lên đây liền. Nên từ nơi đó vậy thấy không, hướng dẫn rất tiện mà rất tự tại luôn, thấy không. Xong những đứa đem pho tượng ra nghe nó, mấy cô thấy không, pho tượng mấy cô thấy cuộc đời mấy cô thích nhất là gì, vàng, thích vàng đúng không, cô pho tượng có màu gì, dạ vàng. Nó vậy cô coi ba pho tượng này đem gì mà tôn tượng lên trong gia đình mấy cô, là bắt đầu vàng đến á, vàng đến nào hào không vậy đâu. Bây giờ những đứa hỏi cô tượng Phật nhà cô đẹp bằng tượng này không, dạ không, tượng này quá đẹp thầy ơi, tượng này không đơn giản. Không, ta phải tính toán dữ lắm mới làm được pho tượng này, nó trời. Ở biết pho tượng này nhiêu tiền chưa, nhiêu thầy, vô giá. Thôi vô giá, tượng Phật mà Phật là vô giá, hiểu không, nó nên gọi là danh hiệu Phật là vô lượng, thì nó Phật là vô giá. Nó dạy tôi thầy, thầy nói đi, tượng bao nhiêu để con cúng dường lại, nó hồng vô giá, nói bao nhiêu được, nghe chưa, tùy cô nghe, nói bao nhiêu được, nói bao nhiêu là có giá cả, là không có đúng với cái tâm của Phật đâu, nghe không, đừng nói gì, tùy cô. Nó dạ vậy con đưa 20 triệu đâu, đã nói là vô giá cô sao mà ngộ ghê. Thỉnh bộ tượng mà con nói mà nó hỏi bao nhiêu hoài, vô giá. Nó dạ vậy con gỡ có 20 triệu được không thầy, tùy cô thôi, vô giá, hỏi hoài, bỏ đại thùng đảm bảo, hỏi vô 20 triệu. Cô kia nói dạ con thỉnh bộ thôi, con có 5 triệu được không thầy. Nó vô giá mà sao nói hoài, kỳ cục ghê. Vậy mà vớt tới vớt lui 80 triệu, kinh khủng thiệt chứ. Phải chi mà mấy anh em nói có giá là tiêu à, giá là có nhiêu đâu chợ, mình nói vô giá tùy người ta. Mà cái bà đi trước bà cũng đặc biệt kia, bà đưa 20 triệu nên mấy bà kia môi sạch da sạch trên túi gì móc sạch nhất chứ. Mình cứ nói vô giá hoài, mà cuối cùng cái bà kia bà nói dạ con có tiền, dạ còn con đau bông nữa, vô giá mà cô sao. Vô giá mà cứ nói hỏi hoài. Cô nói tượng đẹp gì, cô nghĩ đi, pho tượng đem về mà thỉnh mà tôn tượng ở gia đình của cô thấy cái phước báo này, từ đời của cô có phước, rồi dòng họ đến nhà có phước, nhìn tượng có phước, đắc độ về sau, rồi con cháu từng đời lễ Phật, cô lễ con phải nhìn, nhìn lễ theo, rồi cháu nhìn cháu lễ theo, chắc nhìn chắc lễ theo, chích nhìn chích lễ theo. Cô thấy không, một bộ tượng như Đức tặng cô mà cô phải vô giá không? Đúng thầy nói đúng. Để thầy cho con số tài khoản gì con chuyển nữa. Nó ừ đúng, vô giá. Thấy chưa? Nó không dính một cái gì hết trơn mà rất thoải mái, rất tự tại. Đó mấy anh em nhớ nghe. Cái cách giảng này nó không đơn giản đâu mấy anh em. Hiểu chưa? Đó. Nên ví dụ như giờ mình đến với người ta hết lòng hết dạ đi, người ta cúng cái gì mình nói tùy tâm cô à, chùa không biết bao nhiêu đủ mà không biết bao nhiêu mà thiếu đâu cô, nó có là sao dùng vậy nha, có nhiều dùng nhiều, có ít dùng ít, không có là thôi, không có sao chứ á,
Dạ thầy nói thì con cúng nhiêu đó. Không, tùy cô. Cô nhìn cái cảnh giới chùa này đi rồi cô biết à. Giống như ngày xưa ba mình kêu mình đi mua rượu. Bữa ông đưa cái chai rượu có 1 xị, thì có đổ cỡ nào cũng có 1 xị thôi. Những đứa hỏi cô, nếu mà bữa nào mà ba mình đưa mình chai rượu 1 lít thì cô đổ vô có nửa xị, 1 xị thì cô thấy nó cạn queo rồi đúng không? Thì cô hãy nhìn cái cảnh giới mà để cô phát tâm. Thấy chưa? Giới quát liền rồi, thấy chưa? Không, đó dòng do chưa kìa. Cách nói đó nó không đơn giản. Nó nhưng mà cái tâm mình phải đến với người ta nó chân thật, tặng đáy lòng thì người ta cũng tặng đáy lòng đến với mình. Mình muốn người ta đến với mình rộng thì mình hãy đến với người ta rộng. Nhớ nghe, con người đến với con người đừng có suy nghĩ hẹp hòi. Mình đến với người ta rộng, người ta sẽ đến với mình rộng. Nhân quả mà mình đến với người này rộng, người này không đến với mình rộng, người khác cũng đến với mình rộng. Tại vì cái nhân quả nó không chỗ này đến cũng chỗ kia đến. Nó là tinh sâu nhân quả mà. Người tu hành không mê trong nhân quả. Hiểu không? Không có mê. Không có mê trong nhân quả. Nó mình đến với anh em, đồ bạn bè rộng rãi. Cái tâm của mình đi, người ta đến với mình rộng rãi. Tại sao chùa mình nó đầy đủ? Tại cái tâm chùa mình từ hòa thượng cho tới các thầy rộng rãi, Phật tử rộng rãi. Nên người mà đi vô chùa mình là đoạn tâm tham. Tại sao Phật tử nó đi vô chùa mình mà ta làm ăn được? Tại vì người ta đoạn cái tâm tham. Nếu như quý vị mang cái tâm tham là mang cái tâm nghèo nàn đời đời kiếp kiếp. Còn quý vị đoạn cái tâm tham là quý vị mới phát đạt sự nghiệp cuộc đời. Hiểu chưa? Nó này quan trọng á. Cực kỳ quan trọng luôn. Quý vị coi những đức chia sẻ Phật pháp nè. Khô hơ cạn tiếng, chưa có một miếng nước uống. Thấm giọng nè. Nó vậy mà tôi chuẩn bị cho mỗi cụ là ổ bánh mì với chai nước rồi. Thấy chưa? Có bà cụ kia, bà điếc và không nghe được những đức giảng một chữ nữa. Cái bà kia nói, bà sao bà điếc mà có nghe gì đâu mà bữa nào bà cũng lên mà ngồi xếp. Bà nói rằng, tôi nói cho bà biết, tuy tôi không có nghe nhưng mà tôi ngồi đó ảnh hưởng chút. Chứ bà nói thì ghê không? Đúng là mấy bà trong chùa bà thông minh gì kinh khủng được chứ. À, bà nói là tuy tôi không có nghe nhưng mà tôi ngồi đó ảnh hưởng chung. Tôi thấy mấy bà vỗ tay là tôi vỗ theo à. Cần thiết nói dòng do chứ nha. Ngộ ghê chưa? Công nhận thì cái người trong chùa mình họ khôn kinh thiệt chứ. Rồi xong tôi nói cho bà nghe thêm điều nữa. Là tôi lên tôi ngồi tôi vỗ tay vậy, xong cuối cùng thầy tặng lọc cho tôi. Nên bữa nào tôi cũng mới lên tôi ngồi trước. Đúng ghê thiệt chứ. Không, đúng là Phật dạy bố thí nhiếp nghe mấy anh em. Bố thí nhiếp đó. Và Thượng Tịnh Không ngày xưa đi giảng ở đâu là hòa đi đến đó trước. Hòa đi đến đó trước thì mới thu nhiếp chúng sanh. Nó cái bà cụ bà nói ra mình cũng học được. Bà nói rằng là bữa nào cũng lên ngồi, tuy cũng đau chân lắm nhưng mà lúc nào thầy cũng cho đồ. Nên tôi lên tôi không có nghe được nhiều đâu mà tôi phải lên. Ai mà cản tôi không có được với tôi đâu. Thấy không? Ghê không? Đó à, thấy không? Nên mình giảng đơn giản là vì sao người ta thích? Vì ngay cái chỗ là mình vui. Đó, mình vui. Còn có cái bà kia bà đi về chùa mình nó nghe ngày Chủ Nhật á. Đầu tiên bà nói những đức rằng, dạ thưa thầy, con đi đến đây nửa tháng trời. Quên, nửa năm rồi. Mỗi tuần Chủ Nhật đi đến đây nghe pháp nửa năm rồi đó. Mà con xin nói với thầy là từng nào con đến con nghe thầy giảng con cũng toàn nằm ngủ không. Nửa năm chờ toàn nằm ngủ không. Nó, ủa nó sao kỳ sao bà sống nhà ở nhà bà không ngủ. Dạ thưa thầy là ở nhà ngủ mới được. Ở nhà vừa nằm xuống thôi con cháu là nó kêu nó khiều móc ngủ mới được. Nên con chỉ có ngày Chủ Nhật được nghỉ. Mà con ở nhà thì con của con nó kêu con lau dọn nhà cửa. Nên con thấy gì con nói với nó con đi chùa. Nhưng mà thật sự con không phải là con thích nghe thầy giảng gì đâu. Nhưng mà ngộ thay con vô chánh điện. Vừa vô thầy vừa niệm bổn sư xong rồi con ngồi xuống con chơi dắt. Tới khi thầy mà hồi hướng á thầy là con chắp tay hồi hướng.
Vì con nghe thầy giảng, thầy nói rằng là tỳ hỷ cũng có công đức. Ghê không? Bà nói những đức gì mà bà nói là nửa năm chờ bà làm gì. Và bà nói công nhận thiệt thầy, đi vô cái pháp hội của thầy giảng pháp mà ngủ nó ngon, trời ơi nó ngon gì đâu mà ngon kinh khủng luôn, ngủ ngon lắm. Thấy không? Nghĩa là cái tâm thiện người ta nó quá đông quý vị, nằm trong đó cũng bình an. Bà hỏi gì con làm gì, con có tội hay không thầy? Như đức nó có gì đâu tội. Mục tiêu nghe pháp cũng là để đi sâu vào sức định thôi. Còn bà là bà vô cái là bà định liền. Bà là cao thủ rồi, người ta mới có thời gian mới vô định. Còn bà là nhập định nhanh vô cùng, ngồi xuống là nhập định liền. Vậy là bà giỏi đó, bà cố gắng đi. Vậy đó nghe. Mà một năm sau, một năm sau thì bà nói rằng tàu ô bây giờ con mới thấy trân quý những buổi giảng của thầy. Đó. Thấy chưa? Kiên nhẫn cho bà một năm chờ luôn. Chỉ cần bà ngồi, một năm sau phát triển liền đó. Nếu như người ta nói tội tội tội, bà đó là muốn lỡ ngủ mà. Bây giờ mình nói tội bà không lỡ luôn rồi, bà không lỡ ngày chủ nhật luôn rồi, đoạn một người rồi. Thấy chưa? Mà bà chịu một năm chờ xong bà không ngủ nữa, cái nghiệp bà tiêu rồi, bà ngu gì bà ngủ. Còn lúc trước bà lỡ mà bà ngủ là do với bà còn ngu. Mình để cho bà ngu đi, rồi nhờ ở trong cái pháp hội đó, nhờ cái phước báo đó mà nó chuyển cái nghiệp ngu. Nên hết ngu là vô minh hết, mà vô minh hết thì hết ngủ. Đó, thấy chưa? Nên cái người á, mà mình đi lên chánh điện mình tu á, mà mình ngủ nhiều là vô minh nhiều. Cái chữ vô minh là ngu đó quý vị. Cái chữ ngu thế gian á, là nó khó chịu. Nhưng cái chữ vô minh là nhẹ hơn. Vô minh là tối tâm á. Nên mình lên chánh điện là mình ngủ à. Quý vị thí dụ mình để ý mình nè, mình coi phim mình không ngủ nè, nghe nhạc mình không ngủ nè, mình coi cái gì chơi là không ngủ nè, nói xàm là không ngủ nè, nhiều chuyện là không ngủ nè, thấy chưa? Ăn là không ngủ nè. Những cái việc đó nó không bao giờ ngủ, nhưng mà tu là nó ngủ, niệm Phật là nó ngủ, nghe pháp là nó ngủ. Vì sao? Vô minh, vô minh che lấp. Nó chỉ phù hợp vào những cái chơi là nó không ngủ, vì cái tần số mà nó phù hợp chỗ đó, nó chưa phá được cái nền vô minh che lấp kia. Nên chúng ta phải cần có thời gian để rèn luyện trong cái Phật pháp, và từ từ nó phá vỡ cái nền vô minh, con người nó tỉnh. Khi quý vị tu mà quý vị tỉnh là quý vị sẽ thông minh. À, tu mà tỉnh là thông minh rồi đó. À, không phải giỡn đâu nghe. Khi lên tu mà tỉnh táo là thông minh rồi đó. Tại vì sao? Vô minh nó phá vỡ. Có một người này gặp những đức hỏi một câu: dạ thưa thầy, con đi vô chùa có nhiều việc, sao có không hiểu thầy ơi? Những đức nói: không hiểu. Cô không hiểu hả? Nó: dạ thầy, con hỏi thầy, con vô chùa mà có nhiều việc trong chùa con không có hiểu, vậy thì con phải làm sao? Những đức nói: không hiểu thì thôi. Không hiểu thì thôi chứ làm sao. Nhớ nè, cái người mà mới đi vô chùa tu đừng có đi hiểu nhiều. Chỉ cần mình gầy dựng cái gốc tu cho mạnh. Nên người xưa ta nói câu: ban đầu vô chùa là tu hạnh gì? Vô chi. Vô chi là không cần biết gì. Người ta chỉ dạy mình, đừng có kêu mình giết người thôi, đừng có kêu mình đi tạo tội nghiệp thôi. Hiểu chưa? Mình chỉ cần nghe lời người ta, người ta chỉ mình làm việc này, công quả làm. Chỉ mình đi rửa nhà xin rửa, chỉ mình đi phụ việc phụ, chỉ mình làm gì cứ làm, vì đây là công quả. Người ta càng chỉ mình nhiều nào càng tốt chừng đấy. Hiểu chưa? Mình bỏ đi cái ngã ta đây, rằng là tại sao chỉ tôi, ông là ai mà chỉ tôi, bà là ai mà chỉ tôi, có quyền gì mà chỉ tôi. Tầm bậy ơi. Nên đã nói ban đầu vô chùa là tu hạnh vô chi. Vô chi là không có cái tri thức của mình, mà toàn là dùng cái tri thức người ta để chỉ mình. Người ta chỉ mình, chỉ cần chỉ mình làm việc là tốt, là công quả, là tu cái hạnh vô chi như vậy, trong vòng 3 năm sau nó sanh trí, tự nhiên tất cả việc trong chùa mình sẽ hiểu hết. Còn bây giờ mình đã không hiểu, không hiểu là cái trí mình nó đang yếu quá, mà mình đi tìm hiểu, mà càng tìm hiểu thì nó càng không hiểu, mà nó càng không hiểu thì càng đi tìm hiểu, mà càng đi tìm hiểu thì nó càng không hiểu. Thấy chưa? À,
Càng đi tìm hiểu nó sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng mà mình bình thản, bình tâm, bình trí lại, cứ nghe lời người ta chỉ dạy, tự hiểu luôn. Phật pháp là gì? Tự hiểu. Tự nhiên sẽ hiểu. Một ngày nào bạn sẽ hiểu. Hỏi lại, chừng nào hiểu? Một ngày nào bạn sẽ hiểu. Bạn đừng có quan tâm cái chuyện hiểu hay không hiểu. Rồi một ngày nào tự bạn sẽ hiểu. Tất cả việc trong chùa bạn sẽ hiểu. Tôi bây giờ trong chùa cái thứ gì tôi cũng hiểu. Thấy chưa, rõ ràng chưa? Bây giờ trong chùa cái gì tôi cũng hiểu hết trơn. Rồi bây giờ đối nhân xử thế con người đến hỏi tôi cái này cái kia, tôi đều hoàn toàn không có còn bận tâm nữa. Ai muốn hỏi gì cũng được. Hỏi cái gì mặc kệ người ta. Tôi không còn bận tâm nặng nề gì hết. Tôi đối nhân xử thế gặp người tiếp vật tôi không còn bị ảnh hưởng nữa. Rõ ràng chưa? Là do từ đâu? Từ cái hạnh ban đầu là vô chi. Là cứ làm việc nhiệt tình hết mình thôi. Đừng có đi tìm hiểu. Đừng có cho mình thông minh đi tìm hiểu. Đừng có đi biết người này biết người kia làm chi. À, hiểu được người đó, hiểu người đó, hiểu người đó. Người này gọi là tu tạp loạn. Người này đố mà sanh trí tuệ. Không bao giờ sanh trí tuệ. 100% luôn. Người như vậy không bao giờ sanh trí tuệ. Người mà muốn sanh trí tuệ là hãy để cho đầu óc mình bình lặng lại. Hoàn toàn không cần dùng đến đầu óc thì đừng dùng. Người dùng đến đầu óc nhiều quá, gọi là vọng tưởng nhiều, thì hao 95%. Người dùng tay chân làm việc, nhẹ nhàng đầu óc, thì tích tụ được 95% năng lượng, hao chỉ có 5% năng lượng. Chị nghĩ đi. Người ta suy nghĩ để người ta suy nghĩ đi. Mình đừng có suy nghĩ làm chi. Mình mới vô chùa mà. Người mà như vậy ai cũng thương quý vị chứ. Đời đạo gì ta cũng thương chứ. Vì chân thành biết nghe lời là người ta thương. Mà người ta thương là người ta không có hại đâu. Thương là không bao giờ hại. Chỉ có mình chảnh chẹ ba lá hẹ người ta mới hại thôi. Ngộ vậy đó. Mình chảnh chẹ mình xạo là người ta hại à. Nhưng mà mình đàng hoàng, mình hiền hậu, mình có đạo đức, nhưng mình rất có góc độ. Nhưng mà mình không cần phải phát triển góc độ đó sớm làm chi. Người như vậy mới thật sự là người thông minh. Thật sự là người thông minh đó. Nhớ nghe. Trời ơi. Còn nếu mà không hiểu mà đi tìm hiểu hoài là bạn tiêu rồi. Bạn thế nào cũng bỏ chùa chắc chắn luôn. Nhưng bạn mới vô chùa mà hiểu cái gì chàng. Đó, bây giờ có thời gian tu đi, từ từ tự hiểu à. 100% luôn. Bây giờ ví dụ như cô Hải, cô Thanh đâu, từ từ biết hết trơn. Rồi những lăng, những trí ở trong chùa từ từ biết hết trơn. Rồi mấy anh em ở lâu chùa từ từ biết hết trơn. Việc chùa cái gì cũng biết hết trơn. Thấy rõ ràng không? Còn mới vô chùa chưa chân đi hiểu, đi tìm hiểu. Tìm hiểu chi vậy? Tìm hiểu làm gì? Đó. Nên mình đi đến chùa mình cộng tu rồi, mình đừng có đi tìm hiểu nhân sự người ta chi cho nó mệt. Mình hãy thấy cái bình yên gì là mình sống bình yên đặc biệt. Hiểu không? Đại Tùng Lâm nó rộng rãi gì. Buổi sáng mình đi một vòng mình cũng thấy nó an lạc. Mà muốn đi một vòng chùa mà an lạc phải có phương pháp. Chứ không phải là đi mà nghiêu ngao đâu. Không phải đi mà xẹt xẹt như đi chợ đâu chớ. Ta nói đi tham quan chùa nó khác đi chợ. Hiểu chưa? Nó bởi vì đi tham quan chùa bởi vì phải đi từng bước thăm, từng bước thăm. Hiểu không? Từng bước thăm đó nó mới sanh tâm giác ngộ đó. Mà khi mà đi vòng vòng chùa mà đi từ tốn á, tất cả những vọng tưởng như ý nghĩ buông xuống hết, đi một vòng chùa rồi quý vị sẽ thấy quý vị tự tại giống như nhập vào hư không. Sự an lạc nó vô cùng. Còn quý vị đi mà tham quan chùa, đi vòng vòng chùa mà đi như đi chợ, đi xẹt 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 xẹt, nhìn không được một cái gì chứ. Tại vì sao? Cái góc độ mà nhanh quá nó không thấy ra. Góc độ chậm nó mới thấy. Chậm nó mới thấy. Mình đi mà ví dụ như giờ rảnh rỗi buổi sáng, buổi chiều mình đi lang thang một mình xung quanh chùa, từng bước thầm mình đi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy chưa? Đó, Phật tử mà vô chùa mà cộng tu đi quý vị sẽ phải hưởng được cái thời gian tự tại lắm. Đừng có gánh vác. Ngoài đời mình đã gánh vác quá trời cực khổ, vô chùa gánh vác cái gì? Để cho quý thầy, quý chú, quý cô trong chùa thường trụ người ta gánh vác. Còn mình vô đây mình phụ được gì phụ? Không có gánh vác, nghe chưa? Mình vô đây mình cộng tu gánh vác làm chi? Mình để cho đó mình tự tại vui vẻ thì
thì quý vị tu một tuần, một tháng, quý vị tự tại lắm, mặt quý vị đẹp liền. Những đức nói 100% luôn. Nha. Ai mà muốn đẹp vô đây, vô đây khỏi cần đánh kem cũng đẹp, khỏi cần đánh phấn, khỏi cần thoa son nó cũng đẹp. Vì sao? Vì quang minh phổ chiếu bao trùm mình nên đẹp, dưới tâm con người an lạc nên hiện tướng đẹp. Vì coi nè, con người mà nó an lạc, nó tự tại đó nghe, là cái tế bào mình nó được nuôi sống lại đó. Khi tế bào bị bệnh hoạn mà mình vui là nó nuôi sống tế bào. Ở chùa mình mà có nhiều bà mà con bé dịu tính bên kia 10 mấy tuổi, nó bị tự nhiên nó ngủ đêm sáng mai miệng nó gì nè, xong cái mỗi lần nó cười, nó cười gì không à? Vậy đó. Xong nó không dám cười nữa, không dám cười luôn. Rồi bà, cô gì nó mới đưa nó đi chăm cứu, chăm hoài không hết. Nhưng Đức nói thôi được rồi, tôi thấy nó nhỏ, tôi để cho mấy người sắp xếp đó. Thôi được rồi, nghe lời tôi, đừng có đi chăm nữa ha. Rồi giờ con nghe lời Nhân Đức nè, niệm Phật đi con, con vui bình thường đi. Nhân Đức thấy con lúc này ít cười quá, thì sao à? Nó dạ con ngại quá. Ngại gì? Miệng méo, cười kỳ lắm. Nó cười lấy coi là ừ đúng rồi, nó cũng mắc cười thiệt, nhìn kỳ. Nhưng mà con nhớ nè, con kỳ nó đứng luôn. Khi con kỳ là cái dây thần kinh cười đó, nó bị đứng luôn, nó dính chỗ đó luôn. Nên bây giờ con muốn so dịu cái sợi dây thần kinh này lại á, là con phải cười. Con tự nhiên con cười đi, kệ con cứ cười bình thường. Giống như bà cụ mà bị méo á, bà cụ bị cũng bị giật bên méo đó, vậy nè. Xong Nhân Đức sáng nào qua cũng chọc bà cười. Nhân Đức nói nè, bà thử đi, bà làm gì nè. Thử coi. Mà nó không làm được. Nói, bà thử đi. Ai vậy ta Phật qua cả. Ai vậy rồi. Được rồi đó. Bà thử lại nè. Bây giờ cái điều đi chung nha. Cái điều đi chung bà chơi mới được. Bà nhớ nghe. Cái điều đi chung là Ai vậy đạo Phật. Bây giờ bà thử nghe. Ai vậy đạo Phật. Bà làm cười quẩy bụng luôn. Gì? Bà làm mắc cười thấy ghê mà bà cũng mắc cười. Thì tin không? 2 tuần sau cái miệng hết méo. Kinh khủng thiệt. Người ta làm, người ta thí nghiệm rồi. Đặc biệt luôn, thấy không? Rõ ràng luôn. Còn nếu không nghe, không cười nó dính luôn. À nó dính luôn à, nó nhìn luôn à. Thật sự mà nói nghe quý vị, con người chúng ta cái bệnh đau nó nằm trong tế bào mình, trong cái cơ thể mình không có biết đâu. Mình đang ngồi gì nè mà giờ bụng mình sắp sửa bị lủng. Mà nó đang bình thường. Nó bình thường vậy đó. Nhưng mà tự nhiên bụng lủng à. Có mà những người ta tự nhiên vậy, cái ruột sắp sửa lủng. Nó trời trời. Hồi chiều còn khỏe re, tự nhiên ruột lủng kìa. Cái ruột mà nó chuẩn bị lủng. Hồi chiều nó còn khỏe nhưng mà nó chuẩn bị lủng. Rồi giờ này mình ăn vô cái nữa là lủng luôn. Con người vô thường như hồi chiều nè, những đứa cầm bằng chảy đánh răng. Ăn xong là ưa đi đánh răng lắm. Tại vì mình ưa tiếp khách. Ăn xong cầm bằng chảy đánh răng, đánh răng xong vừa cầm bằng chảy lên gãy cái gớp. Nó ở sao kỳ à. Sao tự nhiên nãy tao thấy mày còn ngon lành, bây giờ tự nhiên mày gãy kỹ mày bằng chảy. Thấy mày còn ngon lành quá, tự nhiên sao tao đánh xong tự nhiên mày gãy à, ngộ à. Nó nói mua gãy rồi. Nó sắp sửa gãy rồi. Chứ không phải là nó gãy tự nhiên đâu, là nó chuẩn bị gãy rồi. Cách nay một tuần là nó chuẩn bị gãy rồi. Bữa nay là đủ thời tiết nhân duyên thì gãy thôi. Đó, trả lời lại vậy nè. À vậy hả? Vậy thì cơ thể của mình cũng vậy đúng không? Vậy là tự nhiên nó muốn chết là chết rồi hả, phải không? Nó à đúng rồi, nó muốn chết là nó chết à. Cái ngày đó là nó chết thôi. Đúng không? Mình hỏi lý do vì sao tự nhiên mày đang khỏe mày chết. Nó không có lý do. Muốn chết là chết à. Cái lý do gì? Thấy không? Đó, mày thấy không? Nên cơ thể chúng ta bệnh cái gì bên trong mình có biết đâu. Nhưng bây giờ Nhân Đức đang khỏe, vậy biết đâu ngày mai mai ngủ đêm sáng mai tự nhiên gặp quý vị tự nhiên à. Cái bước ra thuyết pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Có khi nó méo bên mà nó còn liệt cái tay nữa chứ. Bây giờ mình còn thuyết pháp được, mình lên thuyết chứ sao. Mình bước lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay giảng cái đề tài tinh sâu nhân quả. Chứ sao? Giảng đề tài tinh sâu nhân quả. Mình làm vậy thì nhiều người, người ta bị tai biến giống mình, người ta làm theo. Tại vì sao? Chính ông này ông phát triển năng lượng. Giống như chàng nít nó cục hai chân đó, mà sao mà nó đi giảng khắp nơi trên thế giới. Cũng vì cục chân mà nó nổi tiếng. Chứ nếu nó không cục chân sao nó nổi tiếng? Nếu nó không cục chân thì nó bình thường đi giảng thôi. Còn này cục chân cục tay mà tự tại mà vui. Vậy thì mới đem người ta ra để làm nền cho những cái người đi học, sinh viên đồ này kia nhìn đó, để mà mình phát huy mình. Người ta cục tay cục chân mà người ta còn đi truyền lửa cho người khác, còn mình đi chích xì ke, đúng không? Người ta mới đi giảng thuyết, đi du thuyết đó. Thí dụ như giờ quý vị thấy Nhân Đức bây giờ không có học gì nhiều, mà Nhân Đức lại nói chuyện quý vị nghe thích, vui, vì mới thấy nó lạ. Còn nếu Nhân Đức học nhiều quá mà nói vui, tao nói tại ông này học nhiều, cái gì cũng biết, còn tôi có biết cái gì đâu mà nói người ta vui. Đó, mình nói trước đi. Con người mình nó bệnh bác tử lắm. Chứ bây giờ mình nói ngon gì nè, rồi mai mốt tự nhiên ngủ đêm, ngày mai cái tự nhiên trốn mất tiêu. Hỏi, ủa sao lúc này không thấy thầy Đức giảng pháp đi mấy chú? Nó, thầy lúc này nhập thất niệm Phật lắm cô ơi. Chú, tại vì sao mắc cỡ? Đó là cái ngã nghe chưa? Cái ngã nó nhau. Hiểu không? Mình phải chấp nhận sự thật thôi chứ. Sự thật là sự thật là phải chấp nhận à. Mình tu hành mình cũng như chúng sanh vậy đó. Mình hơn chúng sanh có một cái là mình gặp sự cố mình không bị gục ngã. Người tu mình hơn chúng sanh chỉ có cái này thôi. Chúng sanh không tu gặp cái gì đang thịnh thì đưa mặt ra, mà si thì trốn. Còn mình thịnh cũng đưa mặt ra, mà si mình cũng đưa ra luôn. Hiểu không? Đó. Cái thịnh cái si ở cuộc đời này nó tự nhiên lắm quý vị à. Chúng ta sống bữa nay ngày mai không biết sao đâu. Nên từ nơi đó mà bản thân mình nói trước vậy đi. Tôi thường mà tôi nói vậy đó, không mà gì nó cũng vui, nó nghe bước ra cái người ta thương mà người ta không có thích quá, giống như thương mà người ta không có yêu. Nó ngộ vậy đó. Còn mình mà được người ta thương mình, ta yêu luôn. Còn mình gì yêu, gì mới yêu mà nói mà yêu. Uống nước kiểu này chắc cũng khó ghê luôn nha. Kiểu này mà uống nước chắc cũng khó lắm. Nhờ mấy cô đút nước chứ cũng khó ghê. Mỗi lần mà hả họng ra trời ơi nó xấu vậy đâu, kỳ cục đi ghê. Nó mà còn liệt thêm cái tay đi, mà kiểu mà liệt cái tay bằng gì thì nói gì chắc chắn luôn. Mà bước lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy chưa? Mà Phật tử người ta thấy người ta tội nghiệp lắm nha. Kiểu đó người ta thương vô cùng tội nghiệp. Cái đó nó cúng còn ác đạn. Tội nghiệp quá. Nó thấy chưa? Nó, bây giờ cuộc đời của mình á là quyết tâm mình tu để mình sanh cực lạc rồi, mình sao mà cũng niệm Phật sanh cực lạc chứ nha. Đem cái mạng này mình cúng dường cho Phật rồi, bây giờ sao con cũng quyết tâm con tu chứ. Cố gắng. Nên mỗi một con người mình nghe pháp gì này nghe, mình lỡ gặp sự cố gì trong cuộc đời, dù mình làm bao nhiêu việc thiện, nhưng mình gặp sự cố gì trong cuộc đời mình không có nói rằng tại sao Phật không thương con. Đừng có nói câu này. Phật thương mình lắm á. Đừng có nói Phật không thương mình. Đừng có kể lễ với Phật. Có cái bà kia, bà đi chùa, bà tu, bà niệm Phật, bà nghe pháp, bà cúng dường. Vậy đó mà tự nhiên gia đình bà lu bu lộn xộn, bà quỳ trước Phật nói Phật, ô Phật không thương con sao Phật? Con đã tu hành rất là khó khăn, nhà con bao nhiêu người cản trở con. Vậy mà bây giờ Phật còn làm cho con bị gì nữa? Bệnh đau, liệt luôn cái tay. Ngộ ghê không? Bà kể lễ với Phật, bà nói rồi, ô Phật không thương con sao Phật? Đã bao nhiêu người người ta không tin tưởng con học Phật nhà con chữ rủa con còn hơn cái gì nữa. Vậy mà bây giờ Phật con làm con bị gì nữa? Bộ Phật ghét con giống sao Phật hả Phật? Nói bà vô duyên. Bà học Phật, bà phải tin sâu nhân quả chứ. Người tu hành không mê trong nhân quả. Bà nhờ bà tu nên bà mới có liệt con cái tay. Chứ bà mà không tu là nó liệt toàn thân. Hiểu không?
Bây giờ quả báo tam đồ, bây giờ trả qua báo thế gian. Phật đã quá ưu ái với bà còn trách Phật nữa hả? Tầm bậy, trách Phật cái gì mà trách Phật? Thấy không? Người tu hành không mê trong nhân quả, trách Phật cái gì? Bà làm bao nhiêu việc thiện là cái phước của bà tạo ra là của bà. Bà tu thiện hay bà làm cái gì cũng là của bà. Bà làm ác cũng của bà, mà làm thiện cũng của bà. Toàn là của bà không chứ của Phật đâu. Ủa bà làm cho Phật hả? Ví dụ như bây giờ cúng dường cho hòa thượng xây chùa cho chúng sanh ta ở. Và cúng dường cho chùa, chùa lo cho chúng sanh. Chứ bây giờ có ăn riêng gì đâu. Những đứa cũng ngủ cái giường, mấy thầy cũng ngủ cái giường, mấy cụ cũng ngủ cái giường, ai cũng ngủ cái giường chứ. Còn ăn thì cũng một cái chén chứ không lẽ hòa thượng những đức người ăn 10 cái chén. Đúng không? Ăn cũng y ra mà có khi còn ít hơn cái cụ nữa. Bánh xèo tôi ăn có nửa cái. Ăn bánh xèo có nửa cái. Mấy bà già ăn 2 cái. Thấy chưa? Nó mình thấy rõ ràng rồi. Nên mình làm việc thiện việc tốt gì mà gặp tai nạn, mình đừng có bao giờ trách Phật. Bình thản, tự nhiên bình thường, không có trách Phật nghe. Trách Phật là có tội. Tội gì? Tội trách Phật. Phật không có buồn mình mà mình có tội trách Phật á. Tại mình trách Phật, hiểu chưa? Mình trách Phật nên cái tâm xấu của mình, mình có tội là tại tâm mình sanh ra mình tội. Chứ Phật không có trách rằng tại sao con trách ta. Phật tha thứ hết trơn, nhưng do cái tâm của mình không vừa lòng Phật, mình trách Phật, nên cuối cùng mình có tội. Giống như người ta làm, người ta giúp mình, người ta lo cho mình, mà mình trách người ta là tội là do tại mình, chứ người ta không có trách mình, trách người ta. Đó, cái nguyên lý là do cái tâm mình sanh ra thì cái tội nó đến với mình thôi, hiểu không? Nên mình nghe gì mình hiểu rồi, thông cái tâm, thoát cái tâm liền. Nó gọi là thoát dòng tục lỵ. Hiểu không? Đó, một tiếng đồng hồ nói chuyện, một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi không biết nói gì nữa chứ á. Thôi mấy người cười nhiều đó được rồi, để bữa khác cười nữa. Nè đại chúng nhớ nghe, mục tiêu niệm Phật phải gầy dựng cái tín nguyện cho cực kỳ mạnh, dù trời có sập xuống cũng niệm Phật nữa, hiểu chưa? Dù gặp sự cố gì cũng phải niệm Phật. Cụ nhớ nghe, phải rèn luyện mình, tiệt đói bệnh một chút không có đi tìm thuốc. Cái tai đứt một phát, để cái tai vô cái miệng nút máu. Hỏi làm gì kỳ trời, nút máu. Sao đi cầm máu đi, thì máu của tôi nút thì cũng vô bụng tôi thôi, chứ vô bụng ai đâu, khỏi cầm, nút từ từ, hết máu thì thôi. Thì nút qua đây, nuốt vô đây, thì nó cũng ra ngay chỗ đó. Đó trả lời cho đó thì xong, mà còn đổi tế bào máu nữa, máu tốt hơn là cầm máu. Nhớ nghe, cái người mà đứt tay á, mà cầm máu không tốt bằng là nút máu. Tại vì nút máu, máu mình nó thay đổi gen. Nó tốt lại biết chưa. Nói rồi nó cũng nuốt vô bụng, nó ra lại cái chỗ kia thôi. Nhưng mà tái tạo máu mớ. Cũng máu mình mà lại tái tạo máu mớ. Bác sĩ mà nghe kiểu này cũng bó tay luôn. Thầy đơn giản ghê quá. Hiểu không? Nên từ nơi đó giữ cái tâm bình thường. Khi mà mình gặp sự cố gì, chặt tay chặt chân bình tĩnh thì tay chân mình chặt ít. Còn khi mà mình té một cái mà mình giật mình là tay mình chặt nhiều. Vì sao? Khi mình giật mình đó thì cái tế bào ngay cái tay bị chặt đó, nó sẽ bị chấn động. Rồi khi nó chấn động xong nó tản mát, nó chạy trốn. Nào, tế bào mà cũng chạy trốn rồi đó. Không có giỡn đâu nghe. Vô cái tay mình quỵ xuống gì cái mình hết hồn, xanh mặt xanh mày, thì cái tế bào ngay chỗ cái tay mà bị giật xuống đó, nó chạy trốn ở đâu? Nó chạy lại cái đít, nó trốn. Chứ sao trời. Ôi sao ngộ vậy thầy, sao mà thầy biết nó chạy lên cái đít nó chốt? Nó thì cái đít là cái chỗ ở tay thấy. Cái đít là cái chỗ ở tay thấy thì chốt, chốt là chốt cái chỗ không ai thấy, chốt lẽ nó chạy lên đầu để chốt.
nên ai mà té, mà té cái mông mình giật giật là biết nó chạy đó chứ. Lúc đó lấy cái tay vỗ vỗ vô cái mông, thôi chạy ra đi con. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thì cái tay nó ít chặt. Không, tôi nói vui vui vậy đó nghe, mà sự thật 100% đó. Khi quý vị mà té hay cái gì đó bị bình tĩnh thì quý vị không có tổn thương bao nhiêu hết trơn á. Mà sợ quá là nó chấn động đó. Nó chấn động nó làm cho tế bào mình bị tản mát đó, là cái tay mình tức khắc bị tổn thương nhiều. Nên con người bình tĩnh nó mới hay. Vì thấy như Đức nói chuyện bình tĩnh nó phát sinh trí tuệ thôi. Cái gì nói cũng được, thấy chưa? Phải không? Chứ bây giờ mà gặp anh em lên đây mà run thứ có nói được không? Vừa lên đây là không biết sao trái tim nó chạy lên cần cổ. Tim thì thôi, tim thì nằm bên đâu, bên tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Tôi tim mà tôi còn chưa biết nằm ở đâu á. Tim. Vì để ý đi, khi mà bị mà rung á, rung á là giống như tim nó chạy lên cần cổ đúng không? Bữa đó nói chuyện ngon thấy ghê, mà không biết bữa nay cái giống ôn gì nó chặn cần cổ nói không có được. Nó rung quá, nó rung quá, nhịp tim nó đập mạnh. Tụi nó đập cái đó sao nói, tim nó đập cái đó sao nói đây. Tôi mà nói chuyện cái kiểu này là do tim của tôi nó nhịp nhẹ nhàng lắm, ti 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 đó, tôi mới nói ngon lành được á. Thấy chưa, vì thấy cái bữa giảng này nó khác mấy bữa kia không? Là vì sao? Đèn sáng. Đèn sáng tôi giảng khác cái bữa kia. Tôi nói quý vị chỉ cần tạo hoàn cảnh đẹp là tôi giảng khác. Hiểu chưa? Còn làm xấu là tôi giảng xấu. Tôi làm sao tôi trả lại vậy đó được không? Thì tôi nói là ai mà gặp tôi mà vui là tôi thương, mà gặp tôi mà buồn là tôi chữ đấy. Nhớ nghe, quý vị cứ mang cái mặt vui mà sống đi thì đi đâu người ta cũng thương, người ta nói bị hên. Cô bị ma cái mặt màn gì nè, hôm nay đi ra cái gì à, làm gì đuổi người ta kỳ à, cái mặt gì hãm tài cho chú khác không, cái mặt mình gì tao nó hãm tài nè. Sáng mà tao chưa bán buôn gì mình lỡ mình đưa tay ra, cô cả ngày nó chưa ăn uống được gì, cô cho con củ phai đi cô, quýnh mà chết bây giờ chưa bán mở hàng, đi ra khác. Nhìn cái mặt mày là cái ngày tao ế tao đốt cho mày chết. Thấy chưa? Còn mình lỡ mà cái mặt mình xin người ta nghe, dạ thưa cô, con xin cô củ bai lan nghe cô. Nó nè con mặt dễ thương quá, cho củ bai lan nè. Thấy chưa? Nên cái mặt mà vui người ta gặp mình là người ta cho đồ mà. Tôi cũng vậy nữa. Tôi gặp ai mà vui rồi tôi thích cho đồ lắm. Mà tôi gặp cái mặt ai mà nhăn nhăn rồi tôi đi ra chỗ khác chứ. Thấy chưa? Nó gương mặt vui là có phước nghe không? À, có nhiều người chúng ta khi mình cũng rất là vui trong cuộc sống này, nhưng có những niềm vui mà vui đi đến khổ, và có những niềm vui mà vui đi đến giải thoát. Thì thấy rằng là nhiều người ngoài đời người ta cũng vui, người ta đi ăn nhậu cũng vui mà, đi nhậu xong rồi hát ca nhảy nhót cũng vui, rất là nhiều cuộc vui ngoài đời. Nhưng mà niềm vui đó nhiều người chúng ta từng ngoài đời mình đã vui à. Nếu như cả đời mình mà vui vậy là rõ ràng niềm vui của mình đi đến khổ. Mà mình ở trong đạo bây giờ mình sống mình cũng vui, mà cái niềm vui trong đạo nó hướng mình đến cái chỗ vui để mà giải thoát, đúng không? Ví dụ như mình nghĩ những việc thiện nè, nó cũng mình vui bộ. Mình làm việc thiện mình cũng vui, mình niệm Phật mình cũng vui, rồi mình chia sẻ Phật Pháp mình cũng vui, mà người nghe Pháp cũng vui. Mà cái niềm vui này nó càng ngày nó giúp cho mình mở cái tâm trí ra để hiểu biết và định nghĩa được cái vui. Nên thầy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Vì sao? Vì Phật Pháp dạy cho mình cái niềm vui mà đi đến giải thoát.
Mà niềm vui đi đến giải thoát nó mới là thật sự. Mà cái niềm vui vĩnh cửu. Còn cái niềm vui của ngoài đời, có khi vợ chồng mới cưới cũng vui mà, vui lắm. Nhưng mà vài bữa rồi mang cái bầu trình bình còn vui nổi không? Rồi đẻ, có ai nói gặn đẻ mà vui không? Đó. Rồi cực khổ nuôi con, rồi sau này con mình nói nó không nghe, vui nổi không? Rồi cả đời bận bịu vì cái cuộc đời, không có những ngày tháng được thoải mái cái tâm. Nên cũng là niềm vui mà nó càng đi càng sâu vào cái khổ. Bây giờ tất cả những người ngồi đây mà từng có gia đình thì thấy rõ ràng cái niềm vui của khởi đầu mà ngoài đời là càng vui đi sâu vào cái khổ. Mà nhờ mình gặp Phật Pháp, tự nhiên mình mới cởi mở cái khổ ra và mới thấy được rằng mình có một phương hướng đi về nơi giải thoát mới là vui. Rõ ràng chưa? Nên thí dụ như bây giờ niềm vui mà thí dụ như bây giờ mình bắt nhạc rap lên đi, mình nhảy đi, nó cũng vui nữa. Mà nó nhảy một chút đi rồi quý vị sẽ biết nó mệt cỡ nào, quý vị vui nổi nó không? Đó là xác thực luôn á, thấy không? Cái niềm vui giờ mình bật nhạc rap lên đi, ở đây bây giờ nguyên cái chùa gì ngồi gì đi, mình bật bài nhạc nào sơm sơm vô, rồi bắt đầu mình cho mấy ông thầy đứng lên nhảy. Sư cô đừng nhảy quá trời nhảy ở dưới thì mấy bà già gì phải làm theo, tại vì mấy ông thầy làm phải làm theo chứ sao, mấy ông thầy nhảy sao phải nhảy theo gì. Còn mấy bà cụ già ở dưới kia ngồi xe lăn mà mấy bà cũng nhúng, tại vì bà thấy mấy ông thầy sơm quá. Mà cái nhạc rap nó ghê lắm nghe, làm cho nó kích vào cơ thể mình, rồi nó làm cho mình giống như bị giật gân, thấy không? Nhưng Đức thấy rõ ràng mà bắt nhạc rap lên mà cái bà già ngồi xe lăn mà bà bị liệt rồi đó, vậy đó mà bà nghe nhạc rap mà hàng ngón tay bà còn làm gì nè. Đấy, ôi trời ơi, mỗi ngày thấy bà liệt mà nay sao bà làm gì kỳ. Bà nói là không biết sao mà nghe nhạc rap nó giật, thấy chưa, nó kích cái ghê không quý vị đó. Ví dụ như mình thấy ngoài đường đi, có nhiều đứa trẻ nó đeo vậy, sợi earphone lỗ tai, nó bắt nhạc rap lên nó nghe. Vì mà nó đứng ngay chỗ cái gốc cây cọng hay cái dừa gì nó đứng vậy, vậy mà nó đứng nó một chân thì ở hướng đông, một chân hướng tây, rồi nó đứng nó giật chân, nghe thấy không? Có mà, nó thấy rõ ràng nó nghe nhạc rap giống như là nó kích động cơ thể của người mình, giống như là những tế bào mà nó bị giật phong, nó thấy không? Vui thế bộ mà nó nhảy một chút đi rồi buông ra là trời ơi, nó nghĩa là nó là đuối hết, mệt lả người đó. Như cái mùa Tết đó, thấy chưa đó. Nó mùa Tết 60 năm cuộc đời mà nó làm nguyên tháng giêng chắc thiệt, chắc chết trước 60 năm. Trời ơi, ngồi nghe giống như bị tra tấn vậy đó. Nghĩ là Tết cho cái cụ vui ha. Rồi mấy cô đồ cũng tập hát được. Mấy bà lên bà diễn được 60 năm cuộc đời, bà Thanh gì lùng xỉnh mới nhảy thờ chặt. Rồi mấy ông thầy đồ cũng ra làm sơ sơ, những ngôn gì cũng làm tá lả. Một chút xíu gì ông nào ông nấy té cái ạch nằm, nhức đầu nhức cổ, căng thẳng thần kinh, thấy ghê không? Nó là cái cũng niềm vui đó, quý vị thấy không? Mà lại vui đi vào khổ. Nhưng mà nếu như quý vị mà biết hưởng cái niềm vui trong Phật Pháp nghe, nó vui nó đi đến chỗ an vui, nó hay là nó càng vui nó đi đến chỗ an vui. Chính những đức học Phật thấy rõ ràng mười mấy năm nay, càng học thì càng đi đến chỗ an vui, càng học càng vui mà mỗi ngày cười rất là nhiều, cười rất là nhiều. Còn ngoài đời có được bao nhiêu nụ cười đâu, mà cười nó thấy cũng giả dối nè, không có thật. Mà cười giả dối nó cười ngộ lắm, gặp nhau chào. Mà cái cười ở ngoài đời cười giả dối nó dễ bị tai biến lắm quý vị.
Vì sao? Vì nó ưa bị gì nè, nó giật có một bên một tay biến luôn nghe sao. Đó, nên cái niềm vui trong Phật pháp gọi là niềm vui vui pháp vị, nó đặc biệt lắm. Cái này là pháp vị thắng mọi vị, mà nhờ cái pháp vị này nó giúp mình vui, mà cái vui trong pháp vị á thì mới ái diệt hết khổ đau. Thấy chưa? Nó cái niềm vui trong thế gian á là nó đi sâu vào ái, nó càng vui nó càng ái, nó càng nhiễm, càng vui càng ái càng nhiễm, nó gọi là nhiễm ô nhiễm ái, nó càng khổ đau. Thấy chưa? Thì coi tại sao hai vợ chồng có một đứa con mà nó quay quằn hoài nó khổ, ái, từ ái mà ra. Nó khổ te tua là từ ái nhiễm mà khổ á. Còn tại sao ở đây người ta đông y y gì mà ai người ta cũng vui? Vì nhiệt tình lo cho nhau chứ nhiễm ái ai đâu. Thì con người đến với con người nhiệt tình giúp nhau lo cho nhau thôi. Nó không có nhiễm ô nhiễm ái thì tự nhiên á, ai cũng nỗ lực lên sống đặc biệt. Nó không có bao trùm một người nào chứ. Nó không có chùm một người nào mà Phật pháp nó rộng, nó chùm rộng hết. Giống như cái quang minh Phật A Di Đà là bao chùm rộng tất cả chúng sanh. Tùy chúng sanh nào niệm danh hiệu thì cảm ứng. Giống như bây giờ cái tần số của Phật A Di Đà ngày bao rộng hết trơn, ai mà niệm danh hiệu Phật thì cùng tần số đó thì cảm ứng. Nên mới nói rằng là niệm Phật Phật nghe, lại Phật Phật thấy, nhớ Phật Phật đến gần. Đó. Nên hay vô cùng luôn, cái bổ nguyện của Di Đà là bạn niệm Phật là cảm ứng. Còn bạn không niệm dù là quang minh đang bao vậy chứ bạn không dính. Ngộ thì bao vậy chứ bạn không dính. Nhưng mà bạn niệm Phật thì mới dính. Đó. Nên mới nói rằng là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Người niệm Phật mới cảm được quang minh. Mà cảm quang minh là gì? Là an lạc, là vui á. Cái vị vui là quang minh đó. Gọi là quang minh phổ chiếu, bạn chạm được quang minh nên bạn thường an lạc vui vẻ. Khi người chạm được quang minh của Đức Phật A Di Đà thì chằng cấu tự nhiên tiêu mất. Chằng là cái cõi chằng này dính mắc khổ đau, cấu là sự phiền não. Nếu như bạn niệm Phật mà chạm được quang minh thì chằng cấu tự tiêu mất. Thấy không? Nên cái người mà niệm Phật thường vui là quang minh đó, chạm được quang minh rồi đó. Nên mỗi một con người mình muốn cảm ứng cùng với bổ nguyện Phật thì phải niệm Phật. Niệm Phật mới cảm ứng cùng với bổ nguyện của Phật. Mà từ cái tâm niệm Phật đó nó phát tâm ra, nó nghĩ thiện, nó làm việc thương yêu người, giúp người, những việc mình đủ duyên. Đó là từ nơi niệm Phật mà phát sinh ra cái tâm đó. Và từ nơi cái tâm đó nên quay về niệm Phật, lấy niệm Phật làm gốc để cảm với bổ nguyện. Từ bổ nguyện mà sanh ra được tâm rộng lớn để thương yêu chúng sanh. Mà từ nơi ngay nương vào bổ nguyện cầu sanh cực lạc mà thương yêu chúng sanh nên nó không có bị ô nhiễm với chúng sanh. Còn nếu như mình không nương vào bổ nguyện để cầu sanh cực lạc thì mình thương chúng sanh đa phần là mình đều ô nhiễm hết trơn. Nên người ta cũng là thương gia đình người ta nhưng người ta ô nhiễm, là vì người ta đâu có gầy cái gốc cầu sanh cực lạc. Còn mình gầy cái gốc cầu sanh cực lạc thì mình mới thương người mà không ô nhiễm, thương người mà lại tùy duyên. Nó vậy thì nó an lạc tự tại vậy coi. Nên cái tình thương ở trong Phật pháp á là cái tình thương đi đến chỗ giải thoát. Còn tình thương thế gian á, tình thương đi đến đọa lạc. Phải không? Con người chúng ta mê đến mức mà đọa lạc mình còn chưa biết luôn. Ôi sao ngồi đọa lạc mà chưa biết. Ngay cái gia đình mình đọa lạc mình chưa biết. Tình thương đọa lạc chưa biết hả? Thương nhau, cái ông này ông thương cái bà này là vợ ổng, ổng thương cực kỳ thương luôn, ổng dính mắt. Bả mà cần đi đâu mà chỉ cần mà về trễ 15 phút thôi là bước vào một cái là ổng xét người bà liền. Tại vì sao? Ổng nghi bà đi ra ngoài tìm thằng khác. Thấy chưa? Phải đọa lạc không? Tình thương đọa lạc. Còn cái bà này thương ông này, thương quá trời thương, dính mắt, thương chồng quá trời thương. Chỉ cần ông này đi đâu gì bà đứng mà nhìn, bà nhìn rồi bà thay đồ ra, bà lợi bà ngửi đồ thử rồi. Có nghe mùi đàn bà khác không? Có nghe mùi kem phấn son đồ không? Ghê chưa? Phải là đọa lạc không? Tình thương ô nhiễm đang bị đọa lạc trong cái ô nhiễm. Phải không? Suy nghĩ kỹ đi. Đó. Còn tình thương vô vọc quá đâu có gì đâu. Mình nhiệt tình, mình giúp người ta, mình lo cho người ta, mình hết lòng hết dạ. Người ta ở cũng được mà người ta đi cũng được, cái chuyện của người ta, mình hết lòng mình lo thôi. Mình nhiệt tình, mình khuyên lên người ta tu, mình nói con đường giải thoát là tốt, đẹp.
Còn người ta tu chuyện của người ta, còn bản thân mình phải làm chuyện của mình cho thật là tốt, thì cái tình thương đó mới đi đến chỗ giải thoát. Còn ở thế gian thì mình chỉ là mình cùng tần số với người đó, mình cứ quan sát người đó. Người nào mình thương yêu nhất, mình cứ quan sát người đó hoài vậy đó. Nên mình quan sát giết rồi, lúc mà có người đó thì mình yên tâm, mình vui. Mà không có người đó là mình buồn, mình khổ. Đó, cái tình thương cá nhân nó đi đến đọa lạc khổ đau. Mà cái đọa lạc là nhìn ra, ra rõ ràng chứ gì. Cái đọa lạc là ra rõ ràng mình thấy đó. Nhưng mà con người ta thì người ta nói cái đó đâu phải đọa lạc đâu. Đọa lạc người ta tưởng nó đi vô tù được kìa. Trời ơi, cái đi vô tù có khi nó còn không khổ bằng cái tù thế gian này nữa. Cái tù thế gian này nó qua bao nhiêu lớp. Cái sự mà yêu thương mà dính mắc mà bao trùm nhau, mà bó buộc nhau đó, nó còn khổ hơn ở trong tù nữa. Mình không có được tự tại gì hết á. Có những cô ở đây mà từng chồng thương mà nó ghen đi, mấy cô khổ cái nào chưa. Trời ơi, đi đâu nó cũng hỏi han, đi đâu nó cũng nói này nói kia, mình đi về nó nhìn ngó. Nó như như Đức kể cái bà đó đó, chồng bà thương bà đó, mà bà mà đi đâu mà về trễ là nó xét người bà liền. Ghê chưa. Nó xét người bà coi bà có đàng hoàng không. Ghê không. Bà nói trời ơi con chịu hết nổi thầy, cái thằng chồng con nó thương dã man quá. Nó thương giết mà con, bây giờ con muốn đi lang thang luôn. Tại vì sao, nó thương mà nó bao trùm con, nó không cho con được tự tại thoải mái gì hết trơn á. Giết rồi con muốn rồi gọi là muốn mở cái xiềng xích này ra con chạy quá thầy. Nó tình thương mà bà nói là xiềng xích đó. Có không? Có. Sao không có? Đó, thấy không? Nên tình thương đúng nghĩa phải hiểu biết. Tình thương đúng nghĩa phải hiểu biết. Vậy thì cái người trí thức, cái người mà hiểu biết á, chúng ta sẽ biết thương như thế nào để tự tại giữa hai bên. Thương như thế nào để mà cảm thấy không bị ràng buộc như là một cái tù tội. Đó. Giờ nhờ Phật pháp thì thấy không, cởi mở ra cho chúng ta một cái góc độ chọn lựa định nghĩa của tình thương. Chứ nếu không tội mình thương tiêu rồi, khổ đau không à. Quý vị biết rằng chùa mình, quý vị ở đây quý vị có phước lắm á. Tại vì sao, có định hướng. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe, có những người ta đi tu nghe, mà người ta không biết tu đi về đâu nữa. Nhưng Đức nói 100% cho quý vị biết, quý vị sẽ là con người gì. Con người sống cho qua ngày đoạn tháng đến khi chết, không biết đi về đâu. Rồi mỗi ngày bạn chỉ cần có được 100 bạc là bạn xài. Rồi bạn kiếm 100 bạc rồi bạn xài. Bạn kiếm 100 bạc rồi bạn xài. Cả đời bạn gầy dựng như vậy, bạn chưa bao giờ suy nghĩ bạn mắt sẽ đi về đâu. Bạn mắt phương hướng. Tuy bạn đi tu nhưng bạn có khác gì cái người ngoài đời sống như lục bình trôi sông đâu. Còn cái người đi vô chùa mình có định hướng rõ ràng cho quý vị mà. Từ niệm Phật là mục tiêu rõ ràng rồi. Từ nghe pháp vị thấy định nghĩa của tình thương chưa. Nãy giờ nghe đó. Từ cái thương mà đi vào đọa lạc, từ thương đi vào giải thoát. Nó giải thích đó cho quý vị nghe đó. Thấy không? Đi tu mà gặp như vậy đúng là mừng, mừng vô cùng. Thấy chưa? Đó, mình phải nhận thức để trân quý nghe. Nó, cái gì đó không? Một tuần lễ đó, những đức quan cơm cũng chọc cười được, cũng có định hướng. Rồi thứ năm bây giờ mỗi tuần gì? Là có bài pháp chia sẻ. Mà hôm nay đèn bắt đẹp thôi. Đèn gì đẹp vô cùng, phải không? Này là mấy thầy mấy chú chùa mình đó các cụ. Mấy thầy mấy chú chùa mình cũng giỏi hết các cụ. Giỏi, niệm Phật giỏi thiệt. Bắt đèn ngay hàng thẳng lối, thấy chưa? Thấy đẹp không? Nói thấy chưa? Cũng là căn nhà này, nhưng hôm nay đã khác rồi. Thấy không? Đó. Mấy bữa trước nhìn xuống thấy con ngờ mờ mờ ảo ảo sao? Giảng pháp mà nhìn xuống nó không sung nghe. Nhìn xuống cho thấy con người nào mặt cũng tèm nhem tút nhút, mũi dài chảy tùm lum. Ngộ vậy đó, mà bữa nay nhìn qua bên đây thì cũng được rỡ, mà nhìn qua bên đây cũng được rỡ, nhìn đi xuống kia rỡ rực. Thấy chưa? Đó, nhìn thấy rõ ràng không? Đúng là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Thấy chưa vậy, thấy không? Nên á, con người mình sống mình nên quan sát để biết tô điểm cuộc đời. Mà tô điểm cuộc đời đời vì người ta thì thấy tự tại lắm. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày nói rằng mặc áo ăn cơm cũng vì người mà mặc áo ăn cơm. Tu hành sáng sủa cũng vì người mà sáng sủa.
Nếu không có cái tâm vì người đó tôi sao cũng được. Nhưng vì người nên tôi phải tốt, phải đặc biệt. Để người ta nhìn tôi tự nhiên người ta muốn tu. Nhìn mình tự nhiên muốn tu. Quý vị thấy rằng dù những đức xấu gì xấu, nhưng mà mỗi lần lên giảng pháp các cụ thấy nhìn lên cũng thấy sạch sẽ. Hiểu không? Râu ria cạo cũng đàng hoàng. Chứ gặp mà để râu cho râu cách chốt kỳ cục lắm. Thấy không? Nó rồi ở đây thì quay phim nhìn xuống cái thấy hội chúng chưa? Người ta thấy người ta mắc thèm. Người ta coi người ta nhìn hội chúng ta thèm. Tại vì sao? Chúng sao mặt tươi rói à? Ngồi nghe pháp mà mặt gì nè. Tự nhiên trên ta thuyết pháp ta cũng thích nữa. Còn cái kiểu mà bây giờ người ta trên thuyết pháp mình ngồi với mình gì nè. Còn nhiều bà ở cái kiểu này người ta coi tới cái là hết ham. Mà nhìn xuống hội chúng mình nghe pháp ngồi với ta làm nè. Trời ơi, hứng thú quý vị. À, giống như nó cảm giác kích thích quý vị. Nghe tự nhiên làm như nó nạp năng lượng đúng nơi đúng chỗ. Nó, người nạp người tiếp nhận, người tiếp nhận người nạp. Nên từ nơi đó mà nó vui, nó an lạc. Giống như cái bình này to chìm của bình con, mà bình con cũng tiếp nhận được điện. Nên từ nơi đó mà ai cũng có điện nên đèn sáng. Đèn sáng gọi là ai cũng vui á, hiểu chưa? À, đèn sáng này ai cũng vui. Rõ ràng chưa? À, điện là năng lượng mà. Nên đủ điện thì tự nhiên đèn sáng thôi. À, nên từ nơi đó quý vị thấy rằng quý vị ở trong cái hội chúng này nè, là quý vị đang thích nghi cái năng lượng cao cấp. Tại đông người, mỗi người là một cái năng lượng từ trường, giống như một cái tia hồng ngoại của một cái sóng điện vậy đó. Nhưng mà nếu cái sóng điện quý vị mà vui là cái sóng điện quý vị nó tốt lắm. Mà nhiều sóng điện này nó phát lên tốt, nó ảnh hưởng cái quả địa cầu này đặc biệt lắm quý vị. Còn nếu như nguyên một cái lọt người này mà họ ngồi họ nghĩ ác không á, là cái tần số từ trường của họ hiện ác ra, nó làm nó phá hoại cái hoàn cảnh tốt banh chành đó chứ. Nên từ nơi đó mà đi đến cái hoàn cảnh không tốt, nhưng mà con người thiện hoàn cảnh từ từ tốt, phong thủy tốt. Còn đi đến một cái hoàn cảnh tốt nhưng mà con người nó không vui thì hoàn cảnh đó nó sẽ từ từ thành xấu. Nên phong thủy là do tâm con người sanh ra, chứ không phải là hoàn cảnh đâu quý vị à. Nhưng mà hoàn cảnh nó cũng hỗ trợ cho tâm con người rất là lớn. Nói tóm lại là hai bên đều có sự hỗ trợ. Hai bên đều có sự hỗ trợ hết. Không? Nên bây giờ mình từ thường trụ cho đến cộng tu, mình đi đến đây mình nghe đạo, mình biết tu, mình biết niệm Phật, mình đem về nhà cái phương pháp tu mình áp dụng. Không, những đức nói nghe Phật pháp đó nghe quý vị. Quý vị mà biết giới thiệu thu hút lắm á. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.